Bản quyền phim Huynh Hạ Tần tại Việt Nam thuộc Công ty Cổ phần Truyền thông Hòa Thổ. Người cứu sống con bé Dương Xuyên là bếp trưởng chuyên Sơn Trang mà. Tính ra thì anh vẫn còn nợ người đó đó. Tha thứ và bao dung rồi đón chị dâu quay về chính là việc trả ơn cho cậu cơn su tội nghiệp và cả bếp trưởng Choi nữa đó anh à. Để cho anh suy nghĩ thử coi. Nhưng mà bếp trưởng Choi á, muốn chị dâu được tha thứ nên đã làm như vậy, đã ra tay cứu mạng Dương Xuyên, đồng thời làm sáng tỏ những gì chị dâu gây ra hay sao chứ hả anh? Thì đúng là như vậy. Nhưng mà bây giờ không có tình cảm làm sao mà sống chung đây? Thôi sống rồi sẽ thấy tình cảm thôi. À, thì ra vẫn còn chút tình cảm, không chừng sẽ có suy nghĩ như vậy đó. Anh chị cũng từng có thời gian sống chung rồi mà. Ba ơi ba, con nhờ ba giúp con điều này. Mong ba giúp con vì chú ấy đi. Xin ba hãy suy nghĩ lại. Tại sao tôi có thể đến đó? Đã gây ra bao nhiêu chuyện còn mặt mũi nào đến nữa? Chúng ta hãy thử vì cậu cơn su một chút. Tôi và cả cô nợ cậu ấy quá nhiều không phải à? Sao để tôi lại gây ra chuyện xấu thì sao? Với tâm trạng này hiện giờ, một người mẹ mất con, làm sao có thể nổi lòng tham? Từng tuổi này nên sống ở nơi quen thuộc và sống với người quen thuộc mới phải. Có phải dân xin để nhờ anh? Chân Hôn à, chúng ta hãy kết hôn với nhau đi. Mình xin lỗi và cũng cảm ơn cậu. Sao cậu lại cảm ơn mình làm gì chứ Dân Xin? Dù gì thì cậu cũng đã từng quyết tâm đi theo chú ấy. Có gì mà không làm được gì chú đâu. Không phải vậy sao? Mình hiểu rồi Dương Xuyên. Cứ làm vậy đi. Quyết định vậy đi. Có chuyện gì hay sao? Con đã quyết định sẽ kết hôn với Chân Hôn. Thật sao? Dạ. Nói ra chuyện kết hôn kia mà, sao con như đã quyết định vào tuần sau đi xem phim với Chân Hôn vậy? Chân Hôn cũng trả lời vậy đó. Là vì con đã rủ cậu ấy cùng con đi xem phim nên cậu ấy cứ ừ rồi đi luôn. Dù vậy thì hai đứa con sẽ sống tốt thôi. Điều đó chú biết mà. Từ giờ chú đừng lo lắng cho con nữa. Sao nhìn chú với ánh mắt đó? Con vẫn đang oán trách chú sao? Đúng là vẫn chưa chịu lớn nữa. Dương Sinh của chú quá ra vẫn là con nít hả? Con nít sao? Chúng con sẽ sống thật tốt, nhưng sẽ có lúc cãi vã và cũng sẽ có những lúc gây tổn thương lẫn nhau. Nhưng mà tụi con hứa sẽ sống thật tốt. Sẽ sống tốt thôi mà. Chú cảm ơn Chân Hôn. Cảm ơn vì hai con cuối cùng cũng đã quyết định như vậy rồi. Bọn con sẽ không biết được chú biết ơn đến thế nào đâu. Hai đứa thưa chuyện với ba chưa? Về chuyện mà Dương Xuyên đồng ý kết hôn, chủ tịch hiện vẫn chưa hay biết. Hai đứa mau đi nói đi, ông ấy sẽ rất vui. Ngủ ngon nha. Cảm ơn cậu. Dương Xuyên à, cậu đừng có như vậy mà. Thật lòng mình cảm ơn cậu đó. Mình biết cậu đồng ý kết hôn là vì chú, nhưng mà dù sao mình tin chắc một ngày nào đó cậu sẽ yêu mình như là yêu thương chú. Cậu là người mạnh mẽ, tin vào bản thân tới mức mình nghĩ rằng kể cả những lúc mình nhớ chú cả đời cũng không sao hết. Cậu nghĩ là vì mình mạnh mẽ sao? Vì mình không muốn để cậu như vậy thôi. Tại sao cậu lại đi cất nhẫn và viết những dòng đó chứ hả? Tại sao vậy hả Dương Xuyên? Mình không ngờ là chú ấy lại tìm thấy nó. Người con gái mà mình yêu thương hết mực, người phụ nữ mà mình yêu thương hết mình, giờ đây phải giao lại cho một người đàn ông khác như vậy đó. Cậu có biết chú ấy có cảm giác như thế nào hay không Dương Xuyên? Cậu về đi nha. Được rồi, Mình về đi. Chân Hôn về rồi hả? Con tính ngày mai sẽ chính thức nói chuyện với ba. Cứ làm vậy nha. Thôi chú vào phòng đây. Gì vậy? Anh đang nói cái gì vậy hả? Đúng là vậy đó. Kênh Su thật sự đang bị như vậy đó. Vậy Dương Xuyên phải làm sao? Thật sự tôi cũng thấy sợ. Tuy là đã trải qua nhiều chuyện rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy sợ. Biết vậy cứ để hai đứa yêu nhau. Biết vậy cứ để chúng đến với nhau từ sớm đi. Cuộc đời có gì quan trọng? Có cái gì quan trọng đâu. Cơn su của chúng ta cứ vậy mà đi sao? Không thể làm gì, cũng không thể yêu con bé Dương Xuyên cứ vậy mà ra đi sao? Ngày hôm nay chắc con phải thông báo với mọi người một tin rất xấu. Thật sự đây là một tin buồn. Tin buồn gì vậy? Tin không tốt thì là tin không tốt, chứ lại còn tin buồn nữa là sao? Tin buồn cậu nói là cái gì? Cơn Su đang ốm rất nặng. Chắc là không còn sống được bao lâu đâu. Cái gì? Quá ra là gì như vậy, nên Chân Hùng đột nhiên đòi cưới Chân Xin. Chuyện này là sao đây? Ông trời thật là quá đáng mà. Thầy Ly dặn chúng ta hãy cứ tỏ ra bình thường, cứ làm như là không biết gì hết. Anh không sao đó chứ? Không sao chứ? Ô Báu à, ba cũng đã căn dặn vậy rồi, chúng ta cứ biết vậy thôi anh. Làm sao mà vậy được chứ? Chú sắp chết từ bỏ chúng ta sao? Sao lại chết? Tại sao chết? Tại sao chú Kênh Su lại phải chết chứ? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Bố à. Dương Sina, cô đã nghe chú nói chuyện rồi. Vậy hả cô? Những lúc như vậy Dương Sina, cô phải mạnh mẽ lên. Những chuyện cần chấp nhận thì vẫn phải lạnh lùng chấp nhận. Cháu cũng chấp nhận rồi, giờ cũng vậy. Đã chấp nhận thì phải mạnh mẽ lên. Người ta có câu cuộc gặp gỡ nào cũng phải có lúc chia tay, chỉ là sớm hơn một chút thôi. Đến một ngày mình cũng phải là người ra đi. Đúng là con còn quá trẻ để tiễn một người. Ra đi như vậy thực sự là khó khăn. Nhưng mà cuộc đời của con người phải tiễn ba mẹ mình ra đi. Đôi khi người đó là bạn bè, có những người phải tiễn là con cái họ. Việc người nào đó ra đi là quy luật của cuộc đời này rồi. Có sinh sẽ có tử, làm sao có thể cãi lại ý trời chứ? Chắc là vậy rồi. Nhà tiểu thuyết gia nổi tiếng mất con trai từ sớm từng viết là nếu so tuổi của vũ trụ thì con người sống 100 năm hay 30 năm đi chăng nữa cũng vẫn là ngắn ngủi. Mất con trai ông ấy tuyệt vọng đến mức nào chứ mới viết ra những lời đó. Mất đi con trai ông ấy đau đớn đến nhường nào mới có thể viết ra những lời mang tính an ủi như vậy chứ. Chúng ta nên để cậu ấy được ra đi trong thanh thản nhẹ nhàng. Cậu ấy là người ấm áp và hiền lành mà. Đa Chân à, nếu người ta chết đi rồi thì tất cả những suy nghĩ trước đây của họ sẽ đi về đâu chứ? Dương Sinh à, có cái gọi là linh hồn không ta? Hay là cứ nhắm mắt lại là mọi thứ kết thúc như chưa bắt đầu? Chắc có cái gọi là linh hồn đó. Không đâu, thà rằng người chết sẽ không biết gì trên đời nữa. Như vậy mình sẽ cảm thấy được an ủi hơn. Dương Sinh, thà rằng đừng biết điều gì nữa hết, đừng biết thêm một chuyện gì cả. Nếu có linh hồn thì dù chết thì vẫn phải yêu thương, lo lắng, suy nghĩ cho ai đó. Chú ấy sẽ là một linh hồn đáng thương. Dương Sinh à, đáng ra phải để cho người già như tôi đi chứ. Ông trời cũng thiệt tình. Nó từ hôm ấy không nói lời nào, cứ im như thóc. Cô à, không thể như vậy được. Phải nghĩ tới cậu Cơn Su chứ. Chúng ta phải giả vờ như không một ai biết gì nha. Cứ làm vậy đi. Chúng ta hay làm vậy. Nếu như mọi người đã đồng ý, vậy thì chúng ta làm chuyện này ngay đi. Hy vọng cách này có thể giúp cậu ấy thoải mái hơn. Cứ phải trải qua từng ngày như vậy chắc sẽ mệt mỏi lắm. Bữa tối Dân Sinh sẽ làm mà. Tôi thèm món bánh bao dân thịt mà cậu làm. Món mà mẹ ruột tôi từng làm cho đó. À, bánh bao ở bên trong có giá đổ hả? Thời tiết cũng nóng, hay chúng ta ở đây cùng làm bánh bao như vậy cho mát đi nha. Cùng làm hả? Không phải càng nhiều người làm càng nhanh hay sao chứ? Thời tiết nóng như vậy một mình làm lâu quá cũng mệt mà. Ôi trời, cô muốn làm bánh bao đó đến vậy sao chứ? Đúng vậy, chắc phải ăn bánh bao đó thì tôi mới vượt qua được mùa hè này. Thiệt là. Vậy thì chúng ta cùng chuẩn bị thôi. Hôm nay nghe nói là bánh bao hả? Phải có tôi chứ, vì tôi là người chuyển giao công thức của mẹ vợ cho cậu mà, đúng không? Vậy là tất cả mọi người cùng làm thật sao? Cô thử coi vừa miệng chưa? Tôi thực sự bị làm khó rồi, không biết đếm. Bạn hay Nhạc phải thêm bớt gì, thực sự có hỏi tôi cũng không biết. Nhưng đổi lại, nếu làm xong hết rồi thì tôi có thể biết được nó ngon hay không ngon. Kỳ diệu đúng không hả? Cái đó nói tóm lại chính là một con người không biết nấu ăn chứ còn gì nữa. Làm xong hết rồi dọn lên, ăn có ngon hay không ngon ai mà không biết. Khi làm phải biết nếm vị chứ. Để tôi xuất chiêu thử xem hương vị thế nào ha. Được đó, đúng vị này. Vì bánh bao của mẹ vợ tôi hay làm, ngon quá đi à. Bây giờ mau gói thôi. Người gói bánh bao đẹp nhất đã đến đây rồi. Bánh bao mà tôi làm mới là nghệ thuật. Nặng bánh bao để có thể đẻ được con gái xinh đẹp, còn con trai thì là sói ca luôn đó. Ngồi xuống gói bánh đi, làm cho đẹp vào đó nha, để sinh đứa con gái đẹp như Phiên Xuân. Mọi người không gọi mà đang làm cái gì vậy? Làm tôi buồn đó nha. Ba Chân Hôn cũng cùng gói bánh bao đi. Tôi không làm thì thôi chứ tôi cũng là người khéo tay lắm đó. Vậy thì xin mời người khéo tay làm thử coi. Vậy thì để xem lát nữa hỏi bọn trẻ con xem chúng ta ai làm đẹp và ai làm xấu. Người làm xấu nhất phải rửa bát. Làm bánh bao là nhiều đồ phải rửa lắm đó nha. Cả thớt băm kim chi, tất cả đều phải đem đi rửa hết. Vì vậy cho nên chúng ta phải cực lực gói để làm sao bánh bao phải là đẹp nhất. Nhìn là biết trước, ở đây anh tôi là số 1 rồi.